Trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ cũng được chú trọng phát triển, từng bước hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,56% một năm. Đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau luôn cao hơn năm trước phát biểu tại buổi lễ đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy biểu dương những kết quả ngành nông nghiệp tỉnh đạt được trong thời gian qua khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo công chức viên chức và người lao động ngành nông nghiệp phát huy tốt những thành tích đã đạt được đoàn kết năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu để giành được những thành tích cao hơn nữa thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 17 đã đề ra cho ngành, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Lắc, sớm đưa Đắk Lắc trở thành tỉnh phát triển trong khu vực xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên. Tại buổi lễ, Thủ ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Bùi Văn Cường đã trao huân chương lao động hạng nhất cho sản nghiệp và phát triển nông thôn. Huân chương lao động hạng 3 cho một cá nhân. Cũng tại buổi lễ đã có hai cá nhân và một tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một tập thể và ba cá nhân nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.